Bác sĩ cho em hỏi là thường xuyên uống kombucha, thức uống lên men từ trà và đường thì như thế nào ạ? Có tác dụng gì không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vì đây bác sĩ Vũ hỏi nhíu mày, tức là cho bác sĩ Vũ không không biết là người ta làm kombucha bằng cách Dạ nào. đúng rồi, nó em thì sẽ cũng Nhưng không mà kombucha là biết. một cái cách lên men trà. Mọi người biết là cái axit lactic, các loại vi khuẩn mà sinh ra axit lactic rất thường được sử dụng trong cái chế biến thực phẩm lên men. Ví dụ chúng ta làm con giấm nè, làm sữa chua nè, hay là làm phô mai gì đó, thì trong trường hợp này người ta dùng cái con một cái những cái loại vi khuẩn mà lên men axit lactic để mà lên men trà, lên men cái loại trà trà đó, trong đó nó có một số các cái chất đó, thì nó lên men những chất đó trong trà và nó tạo thành một cái loại trà mà nó có vị chua, tức là trà được lên men, thì cái đó được gọi chung là kombucha. Thì đây là một cái phương pháp mà hồi xưa Bắc Âu họ hay xài, Bắc một số các cái nước Bắc Âu, và sau đó thì có nhiều nghiên cứu thì cho rằng trà trà tốt rồi, rồi cái kombucha nó tốt gì đó trên cái hệ tiêu hóa. Thì Phi nhớ là Phi đọc được cái tài liệu này cách đây khoảng chừng từ 10 năm rồi, khi mà những cái công ty đầu tiên mang cái trà kombucha vào và được giới thiệu thương mại. Tuy nhiên là do là cái vị của nó có vẻ là không hợp với người Việt Nam, cho nên là lại không có, nó không phát triển theo cái hướng gọi là nước giải khát. Mà sau này, sau đó khoảng chừng 10 năm thì Phi thấy nó lại phát triển theo cái hướng là sức khỏe, tức là uống cái đó thì tốt cho sức khỏe. Tức là lúc đầu họ đưa vô với cái tinh thần là giống như là nước ngọt vậy đó, nước trà xanh, nước gì thôi. Nhưng mà sau này, bởi vì không ăn được cho nên họ chuyển qua cái trường phái sức khỏe, và khi khi đó thì nó lại ăn hơn, tức là ăn khách hơn, người ta uống nhiều hơn. Thì như cái cơ chế làm kombucha như mọi người thấy á, thì có lẽ là xét về mặt cái thành phần dinh dưỡng, tại phi không có một cái nghiên cứu nào khoa học nào nghiên cứu giữa cái nhóm sử dụng kombucha và cái nhóm sử dụng nước bình thường thì cho thấy cái sự khác biệt về sức khỏe giữa hai cái nhóm đó, bởi vì mình không có cái nghiên cứu, cho nên chúng ta sẽ dựa trên cái thành phần mà của kombucha. Thì chúng ta thấy là với cái thành phần của kombucha thì có khi nó còn kém hơn so với lại da ua nữa, đúng không ạ? Tại vì đất da ua ít nhất là còn chất đạm, còn mấy cái vitamin nữa, còn kombucha thì nó không có cả những cái thành phần đó, cho nên là có lẽ là chúng ta sử dụng nó như là một cái loại nước giải khát hỗ trợ, giống như là mình uống thêm ly sữa chua thì ngày mai mình uống ly kombucha, ngày mốt ăn miếng phô mai, thì nó đều xem xem với nhau. Thậm chí cả những cái món ăn như là dưa cải chua mà chúng ta muối chua cà muối gì đó thì cũng là một quá trình lên men axit lactic, và hoàn toàn có thể cung cấp những cái chất chất lên men đó tốt, không thua gì kombucha. Cho nên đối với lại cái cách nhìn từ cái góc độ là thành phần dinh dưỡng thì tôi thấy là nó cũng không khác gì so với các thực phẩm lên men khác. Dạ, cảm ơn bác sĩ Yến Phi đã cho em hiểu thêm về một cái loại thực phẩm rất là thú vị. Nhưng mà em nghĩ là về khía cạnh của bác sĩ điều trị ung thư ấy, nhất là như em và anh Vũ ấy, thì rất là quan tâm tới cái bằng chứng khoa học của nó. Bởi vì về mặt lý thuyết thì là nó thêm axit này, nó thêm loại dinh dưỡng kia. Nhưng mà trên thực tế thì các bác sĩ luôn luôn lo quan tâm là ví dụ chúng ta có 100 bệnh nhân theo cái chế độ này hoặc là thêm cái chất này, thì so với những người không thêm thì nó thực sự là giúp họ tăng cái tỷ lệ chữa lành ung thư hoặc là sống lâu hơn như thế nào. Và cho tới khi mà chúng ta không có những cái số liệu như vậy thì tất cả nó vẫn đang nằm ở trong một cái gọi là cái kinh nghiệm dân gian, hoặc là nói mạnh hơn nữa đó là tin đồn thôi. Ví dụ người này xài thấy tốt hơn người ta đồn vậy thôi, chứ còn cũng chưa chắc là cái khối u nó là tiêu, và nó tiêu trong một cái xác suất là đủ cao để chúng ta đi khuyên người khác là nên nên theo cái phương pháp đó. Và đúng là Việt Nam và những cái nước xung quanh, khi mà bệnh nhân thiếu cái tư vấn từ dinh dưỡng ấy, thì rất là dễ tin cái người đồn miệng. Mà đối với bệnh nhân, cái người nào mà đã điều trị ung thư thành công thì giống như là trở thành một cái anh hùng trước mặt những người bệnh nhân tiếp theo, và kiểu như là chia sẻ kinh nghiệm thì rất là thích làm thử, đúng không ạ? Và nhất là dinh dưỡng thì rất là dễ làm thử theo, cho nên là mọi người cũng lưu ý thêm cái khía cạnh này khi mà chúng ta nói về tin đồn. Tức là tin đồn về dinh dưỡng bao giờ cũng nhiều hơn là tin đồn các cái tin đồn khác, tại vì đúng ra dinh dưỡng mà sai không có chết liền, mà nhưng mà uống thuốc mà sai có khi là nguy hiểm liền ngay lập tức trong vòng vài tiếng đồng hồ hay một ngày. Còn dinh dưỡng thì ăn sai đi thì cũng phải tuần hai tuần, tháng hai tháng, thậm chí cả năm sau mình mới thấy cái hậu quả, và đó chính là lý do tại sao những cái tin đồn về dinh dưỡng nó phát triển và rất khó dập tắt.